tắt ánh sáng xanh ở trên màn hình cũng như cách tiết kiệm pin cho anh chị em. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho anh chị em cái cách để tiết kiệm pin cũng như tắt ánh sáng xanh nha. Anh chị cùng vào xem đây. Vâng, anh chị vào đây, vào màn hình kéo xuống đây, vào cái thanh tác công cụ sáng tối đây. Anh chị nhìn đâu, ấn vào đây. Đấy, ấn light sort này. Light sort là chính là cái tính năng để giúp cho tăng giảm ánh sáng theo thời tiết, nhiệt độ bên ngoài nhá. Tức là nó sẽ điều chỉnh ánh sáng theo lúc lạnh lúc ấm. Ấn vào đây. Đấy, chuyển đến màu vàng lúc này ánh sáng xanh đúng không? Đây tôi ấn vào đây. Đấy, giảm sáng, tăng sáng. Đây, ấn vào đây. Ok, đấy. Bây giờ tôi sẽ vào setting, tôi sẽ cài đặt theo giờ cho nó nhá. Đây, vào đây. Đặt theo giờ của nó đây. Đấy. Vào chức năng này nhá, chill, rồi ấn đây. Thế sẽ hẹn giờ là ví dụ mình ban lúc nào mình cần ánh sáng xanh ấy. Thế tức đây tôi đang hẹn là từ lúc 10 giờ chiều cho đến 7 giờ sáng thì sẽ tự điều chỉnh cho ánh sáng, nhưng mà lúc đấy đang đi ngủ. Thế bây giờ bắt đầu turn on, nó bắt đầu từ sáng đi, từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối, nó tắt chức năng này đi. Tắt cái tính năng này giúp cho chúng ta đỡ bị lóa khi sử dụng màn hình, và thứ hai là đỡ tốn pin khi chúng ta sử dụng máy, rất là tiết kiệm pin vì nó cứ tăng giảm ánh sáng liên tục sẽ tốn rất nhiều pin. Đấy, vâng, thì video này tôi làm thì tôi có thể trả lời cho anh chị. Hôm trước có đặt câu hỏi tôi là tắt ánh sáng xanh cho màn hình đi như nào, và cái ánh sáng xanh nó là cái gì. Cảm ơn anh chị nhiều. Vâng.